xin xem này. Hôm nay mình sẽ mặc áo này, có con chó bun và một cái tã. Rồi xuống đây xem. Đi xuống đây. Giỏi nè, giỏi ba Hương nè, đi xuống đây. Sao hả? Nè đi qua đây. Rồi đây, đây ba Hương. Giỏi nè. Rồi xuống đây. Sao vậy? Ngồi xuống. Mặt tả nha, tả nha. Rồi. Xong rồi, đây này.